Hello, hôm nay là ngày Chủ nhật. Xe máy Hồng An đọc ở Sài Gòn xin kính chào cả nhà. Và Hồng An luôn chúc bà con cô bác một ngày Chủ nhật vui vẻ, mạnh khỏe và luôn bình an nha. Và hôm nay là Hồng An cũng xin giới thiệu là cái con Supreme 201 ET, em trai cũng đang chuẩn bị xuống rồi, từ Bình Dương xuống. Hôm nay là bàn giao đô xe cho em trai luôn. Đó, Hồng An đã ráp bẩn vô hết. Và đồng thời một chiếc rim Thái 50 đầu, ý là 81 đầu. Anh trai Bình Dương, anh trai Bình Phước, không ăn quên, anh trai Bình Phước nha. Và đã chốt chiếc xe đó luôn rồi. Anh trai đó là luôn đồng hành và ủng hộ cửa hàng xe máy Hồng An. Chuyên thể loại rim, super rim. Anh trai Quang Bình Phước, điện lực. Hôm rồi cũng ủng hộ xe máy Hồng An và cũng đã chốt luôn chiếc Rim Thái 81 đầu. Xe đó thì nó cực kỳ máy, cực kỳ ngon rồi, Hồng An cũng đã nói rồi. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi, nhưng mà Hồng An đã trước là Hồng An đã hứa với anh Quang là để Hồng An test kỹ cái máy móc, cái bàn giao cho ảnh luôn. Thì anh Hồng An cảm thấy cái máy đó là cực kỳ ngon. Làm ra để cho ảnh chơi một con cho đáng, đúng không? Chơi những thể loại này là quan trọng cục máy nha anh em. Về ngoài có đẹp đi nữa đi, mà cái máy nó không đạt chuẩn thì anh em cũng như không thôi à. Thì máy nó không đạt chuẩn thì anh em đi thời gian nó sẽ hư hao, phải rớt đầu rớt máy rớt nồi, đâm ra cái giá trị nó sẽ mất đi. Cho dù về ngoài nó có đẹp cỡ nào đi nữa nha anh em, anh em nên nhớ cái vấn đề này nha. Xe đẹp thì một lẻ nha, quan trọng là cái giá trị cái máy đó. Xe đẹp mà cái máy móc nó rệu rạo rồi, chạy không ngon thì đi thời gian anh em buộc phải rớt đầu rớt máy, thì đâm ra cái giá trị xe cũng chẳng là coi như là một con số không đâu nha anh em. Đâm ra Hồng An á, tuyển chọn những dòng xe cho anh em á, đều đặt tiêu chí về máy móc chất lượng trước, vì anh em có thể đi thời gian lâu bền. Còn nhiều khi anh em muốn nó đẹp hơn nữa thì mình kiếm đồ mình thay, vì những thủ tục nó thay cũng dễ lắm anh em. Anh em nào mà cứ chú trọng vàng ngoài quá thì cái máy móc lại không chú trọng, thì cái đó là một sai lầm nha anh em. Mình tuyển chọn chơi xe những cái dòng mà đã qua sử dụng, quan trọng là máy thôi. Thì trị giá cái máy là chưa rớt đầu, chưa rớt nồi, chưa trẻ máy thì cái giá trị chiếc xe nó vẫn còn nha. Mà khi đã mà trẻ máy rồi, rớt đầu rồi thì cái giá trị xe cho dù anh đẹp cái nào đẹp đi nha, giá trị nó đã hết rồi nha anh em. Anh em chơi những cái động vật quý hiếm á, độc lạ chức á, mình nên hiểu nha. Kiến thức anh nằm ở cục máy nha anh em. Đâm ra anh em mình có kiến thức rồi, mình đi lựa chọn máy, sàng lọc máy cho kỹ vô, kiếm những cửa hàng mà uy tín họ bao cho mình bán đầu nồi chưa rớt hay cái gì đó máy phải chức. Và anh em phải nắm được kiến thức, mình nghe tiếng máy nữa, thì thời gian mình sử dụng nó lâu nó bền, 5, 2 năm hay 5 năm, 10 năm vẫn bình thường, thì cái giá trị xe nó vẫn nằm ở chỗ ở đó, nó không bị rớt. Và anh em mà không biết cứ chú trọng vàng ngoài, cục máy nó lại tại quá thì anh em đi thời gian thì nó sẽ hư thôi. Hư thì buộc phải chẻ đầu chẻ máy thì nó không còn một chiếc xe đẹp nữa nha. Không còn giá trị của một chiếc xe mà để anh em chơi đam mê nữa. Đâm ra những cái dòng xe mà Hồng An bày giao cho anh em quen biết, Hồng An luôn chú trọng về máy để mấy ông anh chơi. Chơi thời gian mấy ông anh có chán đi nữa đi, mấy ông anh nó bán lại nó vẫn còn nằm ở giá trị là cục máy zin, đúng không? Còn vàng ngoài mình thích thì mình tân trang lại hoặc mình thay thế những cái món zin mình mua vẫn được hết. Những cái món này mua vẫn được hết nha anh em. Đó. Còn nếu mà thiếu cái gì đó, Hồng An sẽ hỗ trợ anh em mua những món đồ như niền theo xe hay bô theo xe vẫn có nha. Đối với Hồng An những cái phụ tùng này vẫn có nha, zin vẫn có luôn, nhưng quan trọng là đẹp hay xấu thôi nha. Đó. Và một cái thời gian nữa, nói chung là đồ anh em đừng có quan tâm tới, những cái phụ tùng đều có hết, từ rim Thái, rim lùng, ZX, filter có hết nha. Hồng An quen những ông anh ở trong bến, trong Tân Khai rồi đó, hoặc ở trong chợ Tân Thành cũng có luôn, những ông anh chuyên môn là bán đồ phụ tùng theo xe này kia đó vẫn có đó. Đâm ra anh em mình biết cái chỗ mình mua hàng rồi mình nó cũng đỡ lắm. Trong đó những cái vàng ngoài anh em cũng đừng có quan tâm đặt nặng nó vấn đề về cái đồ zin quá, quan trọng cái máy thôi nha anh em. Rồi hôm nay Hồng An nhã hứng nè, đó, lên con xì bo nào. Anh em nhớ cái con xe này không?
Đã rồi Hồng An nói mà nó bị lai cái bộ câm mới, thấy không? Bộ câm mới đùm có sơn lại. Nhưng mà hôm nay thì Hồng An cũng đã nhờ đứa bạn mình nó vô luôn cái đùm zin luôn, câm zin luôn, niền zin luôn nha anh em. Niền cũ mình là niền zin nhưng mà nó bị lai bộ câm. Chủ xe họ thay bộ câm với cái đùm họ sơn lại rồi. Thì trong cái clip này Hồng An là cũng mới là hôm nay là lấy uống cà phê và pháo hơi sẵn nhã hứng đăng bán luôn đó. Và những cái phụ tùng này Hồng An cũng vô zin là hết cho anh em luôn, cho nó trị giá một chiếc xe chức, đúng không? Vì Hồng An nói thôi nha, nếu mà không nói Hồng An thay thì chẳng ai biết đâu anh em. Nhưng mà Hồng An nói thay là thay nha. Ở những mối hàng zin nè Hồng An vô lại nè, câm nè, đùm zin theo xe nè đó. Có thay Hồng An nói thay nha, đùm theo xe nha anh em, câm theo xe luôn nha. Nhờ đứa bạn mình nó đặt hàng từ bên Cam về luôn đó, lựa một bộ câm đùm đẹp theo xe, đúng cái chức xe của nó luôn. Chứ mình không thể nào mình vô mà bộ câm zin mà nó xấu quá cũng nó cũng dở, mà nó mới quá nó cũng dở nha. Lựa đúng trong xe tháo ra luôn nha anh em đó. Thấy không, vẫn còn bám sình nè. Đặt hàng đứa em mình đó, chung đồ anh em đừng có quan tâm, thật sự luôn, đồ có hết. Riêng ai riêng với xe máy Hồng An anh em mua đồ là có hết đó. Nhưng mà nhiều khi Hồng An rảnh, Hồng An mới mua giùm hoặc nhắn gửi bạn bè họ mua giùm thôi. Có hết, câm rất đẹp, đúng màu luôn nha anh em. Anh em nhìn là như zin luôn á, zin trong xe đó, nhưng mà Hồng An nói thay vô cho nó đúng, đúng không? Hồng An nói anh em mới biết thôi chứ không nói chẳng biết đâu đó. Câm niền đùm theo xe hết, bạc dán keo anh thấy chưa? Con này con xe cọp nha, đầu nồi chưa rớt nha. Cái này mà rớt nồi rớt đầu là Hồng An cho luôn xe anh em luôn nha. Anh em thấy cái dĩa chưa? À, dĩa zin theo xe anh thấy không? Ốc theo xe hết à, như vậy nó mới đúng là chất zin. Còn mới này kia là dễ lắm anh em, phải không? Những cái nguyên tắc nào mình để zin lên để zin thì cái xe nó giá trị nó cao lắm. Gần 300 triệu mà anh em nghĩ đi, mình không thể nào mình làm bậy được một chiếc xe. À, xe này Hồng An cũng chạy tới chạy lui, nhưng mà hôm nay nhã ý được giá bán luôn. Một con giá, một con số đẹp luôn, 298 triệu. Một giá một nha anh em. Hải quan chính ngạch. Áo bẩn theo xe nha, xe này áo bẩn theo xe nha anh em. Coi kỹ nha, đầu theo xe hết á. Đầu nồi chưa rớt mà máy vẫn còn êm, vẫn còn chắc nha. Có nồi nó hơi gua nhẹ một tí. Anh em nào muốn chuẩn thì mình mở ra mình tán lại cao su nồi là hết liền ha. Bích tông còn chưa có vũ ở đuôi mà anh em. Xe này chủ xe thành phố đi kỹ lắm, chùm mền mà đó. Hồng An mua ngay chủ luôn nha anh em. Cầm zin anh thấy không? Đó, cái độ zin của nó nè, Hồng An quay là quay chính xác luôn, anh em chịu khó xem nha. Hồng An nói thì nói một lẻ, anh em chịu khó xem thì mà xem nha. Đó, anh em nào mà muốn chơi thì mình không rành thì mình nhờ anh em tư vấn. Những người thợ, những người anh em nào mà đam mê mà am hiểu có kiến thức về SEO đó, anh em nhờ họ coi kỹ giùm Hồng An cái. Coi tới coi lui. Một lần hai lần gì đó, coi cho chính xác luôn, vì Hồng An quay rất kỹ tỉ mỉ từng chỗ một luôn. Hồng An quay tới quay lui là 2-3 lần luôn nha. Đó, đâm ra sẽ không có thể nào mà sai sót được hết. Anh em chốt từ xa thì cứ quăng tiền là ok thôi. Hình ảnh sao ở ngoài như vậy không có thay đổi 1% luôn nha anh em. Có niềm của nó này thấy không? Đó, đầu cắm của nó này thấy không? Đầu cắm có núng nha. Đó, đầu cắm duyên đó anh em. Đùm mà dán keo nguyên chiếc nha, còn dán keo chưa lột nha anh em, thấy không? Rất đẹp, nhưng mà chỗ này bị dợp rồi, đó. Hàng thật, nó nói thật ra anh em ơi. Cái xe này là Hồng An để đi, Hồng An chơi. Được giá thì đẩy, được giá thì thôi nha. Đâm ra cái giá trị Hồng An bán cũng đúng, cũng không có ảo nha.
giá chuẩn lắm. Hôm nay xì bo mà đầu nồi chưa rớt, anh em ở đâu mà kiếm? Mà nếu có thì giá trị cũng cao lắm. Riêng đời mà 201, 202 hôm nay kiếm không ra đâu. Một con xe mà đầu nồi chưa rớt thì anh em cứ suy nghĩ coi. Máy móc nó là dữ dằn luôn nha, mà máy còn êm nha, chứ phải mua về mình làm đâu nha anh em. Đầu nồi chưa rớt chạy là te te luôn á. Còn những cái xe mà đã làm qua thì anh em cũng tự hiểu rồi, thì vì những cái đồ họ làm qua cái chất lượng nó khác nhiều so với những cái phụ tùng còn zin trong máy, phải không? Nó đặc biệt hơn. Hàng trong máy họ sản xuất ra cái linh kiện nó khác, cái chất lượng nó khác. Còn hàng mà làm qua rồi thì họ đã thay thế rồi thì cái chất liệu nó khác nha anh em. Khác 50 nha anh em. Các anh em đừng có nghĩ mà làm qua thì mình thay những cái món hàng đó vô, nhưng chẳng hạn như bạc đạn dên trong xe nó khác và bạc đạn ở ngoài nó bán nó khác nha. Tuy rằng nó mới nhưng mà anh em đi chừng năm thôi, không chịu thay nhớt kỹ hoặc thiếu nhớt thôi, bạc đạn máy, bạc đạn dên nó sẽ gua nha. Còn những cái dòng bạc đạn dên mà theo đặc chủng mà sản xuất theo xe ra, anh em xài kỹ đi, 5-10 năm nếu đều vẫn xài được nha. Vì cái thép họ, cái độ thép họ cứng lắm, cái luyện kim của họ đặc chuẩn lắm. Bạc đạn họ có độ co giãn đó, xài bền lắm, và máy cũng nhẹ hơn nữa. Anh em không biết mình làm máy xài những cái bạc đạn mới bây giờ nó rít lắm nha anh em, máy nó nặng lắm, khác hoàn toàn hết nha anh em. Và cái lồng cũng vậy nữa, lồng mà mình đã thay qua bích tông bạc mình lên lồng cốt 1, cốt 2 đó, những cái bích tông bạc nó chạy thời gian thôi cũng phải rớt nữa à, vì cái chất nhôm nó khác. Còn cái chất nhôm mà trong cái đặc chủng của chiếc xe họ sản xuất ra nó khác nữa. Vậy đơn giản thôi, những cái xe mà quay rim cũng vậy nữa, anh em thử đi, thay qua bích tông bạc thử một lần coi, chạy chừng một năm nữa thôi là nó sẽ ra khói nữa à. Đó, ra khói hở bạc nữa à. Mà tại sao những cái xe mà zin họ đi 5-10 năm, 20 năm, nếu mà chưa làm bích tông bạc anh em xài mãi luôn, cái độ bền nó cao lắm. 5-10 năm là bình thường, nếu mà một chiếc xe mà quay rim thôi nha, đúng đồ của nhà sản xuất ra theo chiếc xe đó, những cái linh kiện theo xe sản xuất ra đặc biệt á, 5-10 năm bình thường. Và khi anh em đã mà làm lại rồi, thay bích tông bạc hoặc lên cốt gì đó, đi chừng 1 năm thôi, nó sẽ ra khói nữa và hở bạc nữa. Và cái máy anh em chạy cảm giác nó khác nữa nha. Bích tông bạc zin anh em lên 100 khỏe, nhẹ nhàng luôn á. Nhưng mà anh em thay bích tông bạc rồi đó, lên cốt rồi đó, chạy nó khác liền, cái máy nó lì liền anh em. Đâm ra rất quan trọng về máy nha, những cái anh em không hiểu. Máy mà đã bung, đã làm thì cái đồ của đó nó chắc chắn là sẽ không còn đồ theo chiếc xe nữa. Những cái hàng mới thì chất lượng nó kém lắm anh em, xài thời gian thôi là phải làm máy nữa rồi. Và làm tới làm lui, mở tới mở lui, cái máy nó nhão hết anh em ơi. Chơi xe mình phải am hiểu nha anh em. Những chiếc xì bo mà đã làm qua máy rồi, anh em chạy một năm nữa thôi mà phải giữ kỹ nha. Anh em nào mà tính đồ xì bo mà đam mê tốc độ quá, lên nẹt lên kéo là lúc bơi luôn. Ba bích tông bây giờ đó tệ lắm anh em, bích tông mới, hàng mới của Thái rồi đó, tệ lắm, chạy phải nương nha. Còn những cái dòng mà bích tông zin, lồng zin, bao anh em kéo luôn 150-160 hết ra bình thường đó. Hôm nay chơi phải am hiểu. Tại sao lồng zin nó mắc đó, lồng đóng là nó còn rẻ thúi luôn á. Lồng đóng không có ai xài hết nha anh em, nó nở ra nha, lớp bê đó. Lồng mà đã đóng qua thì thôi bỏ đi nha anh em, thà mình xài những cái hàng mới, hàng nhập mới nó cũng được, cũng tạm được thôi nha. Vẫn zin theo xe anh em thấy không, mang quay kỹ lắm. Hồng An nói anh em cứ coi nha, cho anh em đừng có nghĩ mà xe mà nó zin nó khác và làm máy nó khác, giá trị nó khác xa luôn nha. Và cái người sử dụng cảm nhận nó cũng khác nữa. Một chiếc xe zin anh em kéo 140-150 khỏe khỏe re luôn đó.
chiếc này 2002, 18 năm, đầu nồi chưa rớt. Anh em về đi thêm 2-3 năm nữa vẫn bình thường nha anh em. Còn hơn anh em mua những cái dòng xe mà nó đã làm qua lại, anh em chạy chừng năm thôi. Buộc phải làm nữa rồi, làm nữa thì nó bung tới bung lui, cái dàn ốc nó nát, nát máy hết. Dàn ốc máy này kia cũng tiêu nữa, lốc máy đóng da, đóng vô thì nó đâu còn chuẩn đâu. Nó sai số hết hết trơn. Đẹp. Giờ mấy ông quay bên đây trước đi ha, quay bên đây cho nó sáng. Hồi nãy giờ quay cũng tới đây rồi, thế anh Kim nè, Kim Jin theo xe nè. Cho nên làm gì mình phải tự mình am hiểu, nắm cái kiến thức chứ đừng có nghe ai nói hết. Ông An nói anh em cũng đừng có nên nghe nữa. Đúng không? Nhưng mà mình phải phân tích, mình phải am hiểu cái sự thật, những cái động cơ máy móc từ cái trong cái kinh nghiệm. Không ai là một thợ máy ra, năm ra mình không ai nắm rất chuẩn về cái bộ phận bên trong, những cái chất liệu máy, lốc nhôm, bạc đạn, cam cò, nó đều có nguyên lý của nó hết nha anh em. Phân tích rồi mình so sánh rồi mình tính toán, thì những dòng xe này nó mắc lắm, nó không hề rẻ đâu. Chỉ cần anh em không hiểu thôi, nắm kiến thức nó đơn giản quá thì anh em sẽ mua một chiếc xe bị sai lầm nha. Còn mà xe mà đã làm qua máy rồi thì anh em mà thật sự là mua những chiếc xe vỏ nó còn hay hơn nữa, giá tiền nó lại rẻ. Những chiếc xe vỏ sang tên được hải quan chính ngạch năm nay tầm cỡ 101, 102, 103, 104, nó tùy theo cái họ dọn đẹp hay dọn xấu, mà tùy theo cái đồ zin trong xe nó còn nguyên, lòng còn zin hay là lòng đóng hay là lòng mới đó. Nó chơi là xa lắm, một cái xe mà trăm mấy, một cái xe 200 mấy, một cái xe 300 mấy nó khác. Còn anh em mình tự mình chơi mình am hiểu. Nếu mà xe mà đã trẻ máy rồi thì anh em mua một chiếc xe dọn mình chơi cũng vừa nữa, số tiền mình vừa, chơi thời gian mình bán mình không có lỗ nha anh em. 100 mấy triệu anh em làm tới làm lui, làm nát chiếc xe luôn vẫn bán được 100 mấy, thì xì bo nó có giá khủng hết. Không, thì hôm nay một chiếc xe dọn cho máy làm te tu đi nữa đi, nó cũng trên 101, 102. Anh em chơi chán đi vẫn bán 101, 102, miễn sao hải quan chính ngạch sang tên được. Xe dọn là nói như là đồ là không còn zin nha, dọn mới đó. Đó, những cái hàng mới đó, chơi là chơi như vậy đi, bỏ 101, 102, 103, 104 mình chơi. Quan trọng là mình nhờ bạn bè thợ thầy mình kiểm, mình test chiếc xe cho chắc vô, đồ phải đúng, làm máy phải chuẩn. Đó, nhờ bạn bè nào mà rành về máy hay thầy đó đi lựa xe, test xe cho kỹ cho chắc, thì mình chơi thời gian mình không muốn chơi nữa, mình bán đi cũng lỗ cũng chẳng có nhiêu hết trơn á. Chơi là phải lỗ thôi, những cái dòng Sibo này lỗ 10 triệu, 20 triệu là bình thường. Đó, nhưng mà mình đáng đồng tiền để mình bỏ ra, mình chơi vì cái số tiền mình bỏ ra có 100 mấy thôi à. Không, lỗ 10 triệu, 20 triệu là bình thường, xứng đáng để mình chơi. Còn mà anh em mà mua những cái dòng xe mà giá trị mà cao quá, thực sự là trên 200 triệu là quá cao nha anh em. Đó, thì anh em phải tính toán lại à, số tiền nó lớn quá. Anh em tính toán không khéo á, bán là lỗ là 4-50 triệu là bình thường nha. Vì cái số tiền nó lớn, cái người mua lại xe anh em họ cũng phải có cái đường tính lại nữa. Số tiền nó lớn quá anh em ơi. 200 ngoài một con Sibo. Đó, thì anh em nhắm anh em chơi con xe đó anh em lỗ. Là lỗ nhiều luôn nha anh em. Còn không là đập với con xe zin. Đó, xe zin như xe Hồng An vậy nè, đó zin hết, thấy không? 298 triệu zin hết luôn, áo zin, tem zin theo xe, trường lốc zin, cắm niền bô còn, đầu nồi chưa rớt, nó chơi như vậy đó, anh em chơi đi, tè uống cà phê pháo đi, đó, anh em có bán đi, lỗ 15% Hồng An mua. Hồng An mua nha, lỗ 15% Hồng An mua nha. Đó, chơi chán đi, yeah, bao quay luôn.
15% Hồng An mua lại đó, giữ nguyên cho Hồng An chơi vậy đó. Nói là làm, nói là có nha anh em. À, tốn tiền tốn một lần một, đáng giá trị chiếc xe mà ra đường anh em ai cũng nhìn hết, đúng không? Còn không thì chơi một chiếc xe dọn, dọn nguyên con, giấy tờ hợp lệ, sang tên được, chăm ngoài thôi, nó cũng là mới thôi. Chứ đừng bao giờ chơi nửa nạt nửa mở nha anh em. Nửa nạt nửa mở là một cái sai lầm lớn nha anh em. Không chơi thì thôi, chơi tới đỉnh, phạt zin. Chứ đừng có chơi nửa nạt nửa mở nha, nửa nạt nửa mở là một cái sai lầm nha. Cọp thì nó không ra cọp, beo thì nó không ra beo, mà mèo nó cũng không ra con mèo nữa. Đó. Chơi là lỗ chết luôn anh em. Một là chơi con quạ, hai là chơi con công, nó vậy đó. Thị trường bây giờ nó đầy rẫy hết, giá cả đầy rẫy hết. Quan trọng cái kiến thức anh em, những người thông minh, họ sẽ suy nghĩ được cái giá trị họ bỏ một đồng tiền ra chơi. Đó. Mình chơi, mình dám chắc chắn mình chơi con này, mình chơi nó đi theo nó khoảng 3 năm hay không. Anh em nào dám tuyên bố mà chơi con Sibo mà chơi 3 năm một chiếc xe không? Không, nhiều khi mình chơi 5, 2 năm, mình nhiều khi mình kẹt tiền mình cũng bán cho anh em. Đúng không? Có nhiều khi cái nhu cầu thì bây giờ tạm thời mình thích nè, mình chơi nè. Mà anh em dám cam kết là mình chơi chiếc xe này, mình giữ nó 3 năm hay không thôi. Đó. Thì lỡ mình kẹt tiền rồi mình bán rồi làm sao đây? Phải lỗ không? Nó chơi những con lỡ mình anh em mua 200 ngoài nó bán là chỉ còn có 150, 160, 170 thôi. Cao lắm là 180 thôi nha anh em. Lỗ vài chục triệu là bình thường á. Tại sao anh em không chơi những con xe dọn, dọn mới can như xe thùng vậy đó, 150 là dữ dằn luôn nha anh em. Anh em chơi chán đi, mình bán chiếc xe cũng được cỡ khoảng cũng được 130 đó. Anh em nào người ta chấp nhận người ta chơi cỡ 100 mấy là rất rất dễ bán và rất dễ mua nha. Giá trị thấp á, không em nói thẳng luôn, xe 130, 150 khoảng lợi, rất dễ bán, rất dễ mua luôn. Cái người mua họ cũng thích nữa. Quan trọng anh em mua được cái dàn máy mà máy chuẩn, chạy nó tơi đó, đúng đồ mà hàng mới, lắp ráp là chuẩn, thợ phải ráp phải chuẩn. 130, 150 rất dễ bán luôn, anh em không cần bán ai hết á. Anh em đem ra những cái tiệm mà cửa hàng lớn á, họ sẵn sàng mua lại anh em thôi, vì cái giá trị nó nằm ở bộ cào vẹt xe, hải quan chính ngạch đó, sang tên bình thường là họ mua à. Còn anh em mà chơi những con lỡ á, bán khó lắm anh em. Bán rẻ quá thì sót, mà bán mắc quá, bán là da đó không ai dám mua hết, vì người ta đã họ cũng nắm được cái kiến thức rồi, đúng không? Đâu phải ai cũng như ai đâu, người có số tiền lớn mà người ta cũng phải biết tính chứ. Chẳng hạn lúc trước anh em chưa biết tính nè, bây giờ hôm nay làm cái clip này nè, anh em biết tính rồi nè, thấy không? Đó. Câm niền cỡ này anh em, Hồng An vô bộ câm niền đùm là đẹp luôn á. Cái bộ này không, Hồng An mua là 8 triệu nha anh em. Sẵn sàng bỏ ra 8 triệu đó, mua cái bộ này đó. Theo xe đó, anh em thấy không? Đơn giản thôi, nhưng mà một chiếc xe đẹp mình phải vô thôi anh. Thật sự là phải vô hết. Cái đó đúng anh em. Mà cái đùm cũ, niền cũ Hồng An để lại, câm cũ để lại, sau này Hồng An có mua những cái xe ráp á, đó, nó xấu quá mình sàn nó vô thì nó cũng vô đó hết, mình không cần mình tốn tiền mua, đúng không? Cái bộ đó mình mua cũng phải tầm cỡ 3 triệu, thì bây giờ mình mua bộ này 8 triệu đi. Cái bộ đó mình để dành mình lắp ráp lại những chiếc xe mà dọn, họ xấu quá mình thay vô cho nó đẹp, đó. Đúng không? Trước sau như một nha anh em. Đó. Hàng chuẩn luôn nha anh em. À. Trước sau như một nha, niền chuẩn theo xe nha. Đúng hết. À. Câm là vàng móc móc luôn nha anh em. À, một con xe chất 298 triệu. Gieo cái viên này cho anh em nào chơi. À,
con này hôm nay là không gà là cũng lấy tè tè uống cà phê đó. Đó, hôm nay vui nhã hứng chơi luôn. Quá đẹp, thấy không, thấy sườn của nó không? Hôm nay bữa nó bị lột ra, rửa lột ra, không ai dán lại luôn nè. Đó, những cái gì hôm nay nó dán, không ai dán lại nè, không ai dán lại nha, cái này không dán lại nha, của nó là thiếu nha anh em. Đó, mình có là mình phải nói chuẩn luôn. Chỉ sợ những anh em mập mờ không có dám nói, không có dám thực tế là làm gì chi, thấy không? Chuẩn là chuẩn, sai là sai, có là có, không là không, không có tại bị thì là trơn á, không có nói là không có tại bị thì là. Đó, zin là zin, lô là lô. Tại sao anh em mua xe Hồng An, nhờ Hồng An dọn xe là như vậy đó, nhờ Hồng An rửa lại, dọn lại, thay lại những cái món hàng đó là vậy đó. Vì người ta tin tưởng Hồng An, người ta biết được cái trình độ của Hồng An, cái level của Hồng An nó nằm tới đâu, nên ra người ta dám, khách hàng dám nhờ Hồng An dọn hoặc thay cái gì đó, không? Cái chuẩn nó nằm ở chỗ đó đó, nên ra Hồng An phải phát huy cái level đó, thấy không? Cái đẳng cấp nó nằm ở chỗ đó đó, tính cách của con người, nhân cách của con người nó nằm ở đó, mình nói là mình phải làm. Chứ nhiều người anh em họ nói không à, chẳng anh thấy họ làm gì hết á. Nói thì 10 chứ làm chỉ có 1 thôi. À, mình nói là mình làm nha. À, bán hàng là giao hàng là chuẩn nha, bán là chỉ có đi thôi nha. Chứ không có dạng mà giao hàng 50-50 rồi giao đã rồi người ta không thấp lại trả lại, làm vậy nó cực lắm anh em. Mình giao hàng, mình món hàng mình đã giao cho anh em là mình biết là nó sẽ chuẩn, anh em sẽ nhận thôi đó. Cái đó là cái uy tín bán hàng là nó như vậy, mình biết món hàng mình nó tốt mà, thì người nhận hàng nó sẽ nhận thôi, không ai mà trả hàng hết trơn á. Cái level nằm ở chỗ đó đó. Còn mình dạng mình giao hàng mà cứ trao đổi trả tới trả lui thì mình chỉ giao cho những người nhiều khi họ không hiểu, họ không đủ kiến thức thì mình qua mặt họ được, phải không? Mình chơi dạng như 50-50, phải không? Những người khách hàng dễ mình qua, khó thì mình người ta nhìn ra được, người ta trả đó, trả xe lại, mình chơi kiểu đó như 50-50 rồi, phải không? Nó vậy là nó còn dở lắm, level còn thấp lắm. Thì Hồng An giao hàng, giao xe cũng vậy, là Hồng An trừ hao những khách hàng mà khó tính nhất luôn. Hồng An nói những cái clip trước rồi, những khách hàng nào mà khó tính nhất còn phải chấp nhận mà, 99% là phải nhận xe thôi đó. Ngoại trừ tiền bạc cái gì đó, nhiều khi họ không dám nói ra thì họ sẽ trả xe mình lại thôi đó. Còn đã giao là phải nhận, giao là phải đi, chứ không có mà giao mà nhận xong mà trả xe là không. Hồng An không có rảnh nha, một ngày Hồng An làm việc là không có thời gian đâu mà rảnh rỗi mà đi nhận tới nhận lui nha. Được thì bán, được thì thôi, không hàng chuẩn, quay làm sao là y chang như vậy hết đó. Con này ốc này thay mới nè, mà chỗ này nè họ có làm rồi nha anh em. Em coi kỹ nha, đặc biệt chỗ này có làm rồi hết nha. Đó, cái này là lỗi thường gặp của những chiếc xe bo đó. Còn những cái này là zin hết. Hồng An quay hướng này cho nó sáng nè. Đó, sáng hết. Thấy không? Mà nói chung anh em bà con cô bác á, dạo này cũng đỡ lắm. Từ khi kênh của xe máy Hồng An đọc lại chiếc Sài Gòn á, làm cái kênh YouTube này đó, thì Hồng An thấy cũng rất nhiều anh em mua bán xe họ cũng chuẩn hơn, bán xe họ cũng dám bao hơn, đầu nồi chưa rớt họ dám tuyên bố hơn, họ nói thẳng hơn đó. Từ khi có kênh xe máy Hồng An đọc lại chức Sài Gòn, anh em chịu khó để xem đi đó. Hồng An có những cái chương trình khuyến mãi gì đó hàng tuần thứ bảy đó, giờ Hồng An cũng thấy những cái cửa hàng họ cũng đi theo cái xu hướng của Hồng An nữa.
cũng có khuyến mãi cho anh em mỗi chiếc xe, mỗi ngày, mỗi tháng gì đó. Rồi họ bán xe họ cũng bảo đảm cam kết cái này cái kia nữa. Đó, nhiều khi Hồng An tiên phong đi trước thì họ là người đi sau. Vì cái cuộc sống nó cạnh tranh kinh tế mà. Cạnh tranh lành mạnh là ok. Cái người bà con mình được hưởng thôi, phải không? Từ khi kênh xe máy Hồng An, anh em có chịu khó để ý xem không? Từ khi có kênh xe máy Hồng An đọc bản chất Sài Gòn á, mình lên cái kênh này Hồng An đăng bán á, mà rất nhiều anh em trên cái kênh họ cũng bán, hồi này họ cũng cũng nói với anh em là đầu nồi chưa rớt, bảo đảm cam kết làm sao đó. Và có những cái chương trình khuyến mãi giảm giá hay đó, họ cũng là đi theo cái xu hướng của Hồng An, không? Chứ lúc trước mà Hồng An chưa có xu hướng đó thì nhiều khi anh em họ cũng chưa có cặp nhật được. Nó đâm ra thì cái lợi ích sau này bà con sẽ ngày càng được lợi ích hơn, tốt hơn, được phục vụ tốt hơn, và cái phương chăm mua bán sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn. Những anh em nào mà mua bán không lành mạnh, những cái hàng mà kém chất lượng thì từ từ anh em sẽ biết, tự họ sẽ thay đổi cái cách mua bán của họ thôi. Lúc trước thì khác, từ khi có xe máy Hồng An đặt ở trước Sài Gòn thì cái phương thức mua bán bây giờ nó sẽ khác hơn nữa. Cái đó là cái nguyện vọng Hồng An trước giờ đã được thực hiện rồi, phải không? Từ từ nó sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Nói chung là mình sống là mình phải gieo những cái tốt, những cái lành cho bà con cô bác được hưởng, phải không? Như vậy là đủ rồi. Mình loại bỏ bớt những cái cặn bã của xã hội mua bán không đàng hoàng, không chân chính, thì buộc họ phải từ từ họ phải thay đổi thôi, phải không? Thấy không? Sức đẹp, thấy không?